chấn động. Sự thật đúng tháng 4 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, thần tài mở kho ban lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, tiền về chật kép, cực giàu. Quý khán giả thân mến, con đường mà bạn đi qua đều in hẳn dấu chân. Bạn muốn biết con đường dẫn đến nơi nào thì cần phải nhìn xem cách bạn bước đi. Hãy trở thành một người lương thiện, nội tâm mới có thể thông suốt. Hãy là người biết ơn cuộc sống mới có thể trở nên tươi sáng. Hãy giữ gìn phẩm chất chính trực, không bao giờ hổ thẹn lòng mình. Chỉ có như vậy mới có thể mang lại phúc báo cho chính mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vậy trong thời điểm này, người tuổi Nhâm Dần sẽ đón được những may mắn gì hay gặp phải những vận hạn nào? Thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng ban biên tập chương trình lắng nghe luận giải dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3 trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân giả là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị vu khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì, thì trong tâm trí, họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút vấn đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, chăm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại, hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn, thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báu của bậc quân vương. Nhâm Dần 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm. Vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo. Nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy. Ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên,
bản mệnh hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cẩn, chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ, phải thực bình tâm, không nên lỗ mãn hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người, họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin, nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình. Với dáng vóc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử, thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà an nhàn. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời, thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Và tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn, công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nhâm Dần sinh năm 1962 có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn, khi tuổi còn nhỏ, số bản mệnh tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn. Ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 4 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Phương diện kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, tháng này quan hệ xã giao nhìn chung hài hòa, nên bản mệnh có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, đừng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Theo tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Nhâm Dần, bước sang tháng mới, cuộc sống của người tuổi Nhâm Dần có thuận lợi cũng có khó khăn, khuyên bản mệnh phải có cách tùy cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau, tránh chuyện bé xé ra to, tự đẩy mình vào rắc rối. Tam hợp chiếu mệnh, nhìn chung công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi, người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, những thành tích bạn gặt hái được sẽ có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, ngấm ngầm bày trò hãm hại. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 4 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới tác động của ngũ quỷ hung tinh, song không đáng lo ngại, chỉ cần bạn nghỉ ngơi hợp lý, khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi làm việc chân tay hoặc khi tham gia giao thông, hãy chú ý an toàn, kẻo xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn, thì nên đi khám chữa ngay,
chớ nên kéo dài khiến bệnh tình trở nặng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần cũng có những khởi sắc tích cực trong tháng 4 âm lịch này. Với người đã lập gia đình, bạn quý trọng những gì mình đang có, nên luôn cố gắng dành thời gian và giúp đỡ những người thân yêu. Cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa mọi người ngày càng trở nên gần gũi và gắn bó hơn. Nếu có khó khăn gì trong công việc, bạn cũng đừng ngại tâm sự, trao đổi với người thân của mình. Người ấy có thể đưa ra những gợi ý hữu ích, giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới góc độ mới mẻ hơn, hoặc ít nhất bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 4 âm lịch 2024. Theo tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy phương diện tài lộc của người tuổi Nhâm Dần cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bạn chăm chỉ làm việc, cống hiến thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương lấy được lòng tin của lãnh đạo nên được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải vất vả, nhưng hãy cố gắng hết sức, bạn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí được cất nhắc tăng lương nếu công việc đạt kết quả tốt. Với người làm kinh tế, nhưng thời điểm các mối quan hệ xã giao đều khá thuận lợi, bạn có thể tranh thủ ký kết hợp đồng với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với thử thách. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt. Có điều trong tháng, vẫn sẽ có những thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá. Khuyên bạn nên kiểm chứng rõ ràng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy. Kể cả trong những công việc quen thuộc, bạn cũng cần tập trung chú ý, chớ chủ quan kẻo phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi Nhâm Dần có thể gặt hái được khá nhiều thành tích tốt trong công việc vào tháng 4 này. Bản mệnh biết rõ điểm mạnh của mình là gì, để phát huy đúng lúc, đúng chỗ, nên thường được lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm suy nghĩ của mình với tập thể. Rất có thể, bạn sẽ nhận được sự tán thành và ủng hộ của nhiều người xung quanh. Đóng góp của bạn có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới trong công việc, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong thời gian qua. Nếu phải tham gia thi cử trong tháng này, bạn hãy dành thời gian ôn luyện kỹ càng kiến thức, kỹ năng cần phải có. Hãy tự tin thể hiện những gì mình biết trước mặt ban giám khảo hoặc nhà tuyển dụng, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công đến mấy, bạn cũng đừng trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Cách hành xử không đúng đắn có thể khiến bạn đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc gây tổn thương cho người khác lúc nào không hay. Tốt nhất, bạn vẫn nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt giữa mọi người, bởi ai cũng có những điểm mạnh riêng. Khẩu quyết, bản mệnh nên tránh xa những trò may rủi trong thời gian này, vì bạn thiếu may mắn. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xám, màu trắng, con số may mắn, 77, 58, 92. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết từng tuần của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về sức khỏe, tin mừng là sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, Nguyệt Lệnh Lâm suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng của môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể dục thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tuần có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, bản mệnh đi đứng, lái xe cẩn thận kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Xét về tình duyên, gia đạo, trong tuần này, chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận trình tình cảm đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Những người trong gia đình đã chịu dành thời gian chia sẻ, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự áp lực bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẽ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, thì mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến người thân của mình. Đồng thời,
cần có sự sẻ chia công việc nhà để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Xét về tài lộc, bước sang tuần mới, phương diện tài lộc của người tuổi Nhâm Dần cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tuần được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt, đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tuần này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tuần này, Nguyệt lệnh Lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng, nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang nhiều, chi phí tăng cao, khiến bạn dù kiếm được tiền đấy, nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng, để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Xét về sự nghiệp, theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Nhâm Dần được tam hợp thái tuế phù trợ trong tuần, nên vận trình công việc sự nghiệp có nhiều biến đổi, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bản mệnh trong tuần khá vượng, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện để phát triển môi trường làm việc hài hòa hơn. Nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách, thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong tuần này, có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi Nhâm Dần vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức, bạn lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tuần này Nhâm Dần không có nguyệt lệnh ủng hộ, Lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Bên cạnh đó, đầu và giữa tuần là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch công việc càng rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tuần, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Tử vi tuần thứ hai của tháng 4 âm lịch cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về sức khỏe, theo dõi tử vi tuần của tuổi Nhâm Dần nhận thấy, sức khỏe của bản mệnh có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn tránh việc thức khuya sẽ khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Giấc ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe. Hãy đảm bảo bạn được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có quãng nghỉ để tăng cường sức khỏe, tăng cường khả năng tập trung hơn nữa. Thời điểm tuần này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng tới huyết quản, tim và thận. Hãy quan tâm hơn tới những vị trí này của cơ thể. Xét về tình cảm, gia đạo, tuần mới của tuổi Nhâm Dần đừng để những chuyện cũ gây phiền não. Hứa hẹn đây là tuần tràn trề hy vọng cho bản mệnh. Vì thế, hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ. Có thể nói sau những sóng gió, thì nay tử vi tuần của tuổi Nhâm Dần lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm, giải tỏa những lo lắng đang ngự trị trong lòng bản mệnh suốt thời gian qua. Tử vi tuần của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành tương sinh, mở ra những cơ hội mới khá hay ho. Đối với con giáp tuổi Nhâm Dần, nhất là với những ai ham học hỏi, bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích để có thể gia tăng nguồn thu hoặc lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách thận trọng. Hãy cẩn thận về tài chính, vì mọi việc có thể không tốt đẹp như bạn tưởng. Lúc này, nên ưu tiên việc tìm hiểu. Đây không phải thời điểm tốt để tham gia liên doanh hay hợp tác mới. Kể cả nếu có những cơ hội vô cùng hấp dẫn, hãy đợi đến tuần sau. Trong kinh doanh,
bản mệnh cần tỏ ra chừng mực khi đưa ra quyết định. Đây không phải lúc bạn có thể mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay thay đổi cách làm việc nếu như mọi thứ đang ổn. Xét về sự nghiệp, xem tử vi tuần tuổi của Nhâm Dần nhận thấy bản mệnh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lúc này, nên tiếp tục hoàn thiện những gì bạn đang làm tốt và tránh rẽ vào những miền đất xa lạ. Đây không phải thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách bạn làm việc, nhất là khi ngủ quỷ hung tinh điềm báo có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cho dù cố gắng hài hòa, nhưng bạn vẫn có thể nổi nóng khi những kẻ phá đám xuất hiện trong cuộc đời bạn. Rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của mình, tránh việc vô tình tiết lộ khiến kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại cho bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng xung quanh bạn vẫn có nhiều người tốt bụng, do đó đừng để bản thân rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức khiến bạn phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bình tĩnh và luôn chủ động trong mọi tình huống. Tử vi tuần thứ 3 của tháng 4 âm lịch cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong tuần này nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Thể trạng tốt, hầu như ít ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Chỉ cần bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì chẳng lo bệnh tật quấn thân. Có điều, tuần này là thời điểm đầu mùa hè, nhiệt khí tăng lên nhanh chóng, khiến khí vượng hư hao ít nhiều, khó tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải, cảm giác đuối sức. Nếu có lối sinh hoạt điều độ, tình trạng này sẽ sớm thuyên giảm. Trong thời tiết nóng nực, nên uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm mang tính hàn, có thể ăn nhiều hoa quả, song chú ý tránh một số loại quả gây nóng trong người. Ngoài ra, tuần này người tuổi Nhâm Dần cũng chú ý đi đứng thận trọng kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Xét về gia đạo, phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần thật sự lý tưởng. Trong tuần này, nhờ có tam hợp cục chiếu mệnh, nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình cảm thăng hoa bất ngờ, các mối quan hệ tình cảm xã giao xung quanh bản mệnh đang diễn ra hết sức tốt đẹp, giúp tinh thần bạn luôn hân hoan, vui vẻ. Vợ chồng tuổi Nhâm Dần tìm lại được tiếng nói chung sau những cuộc xung đột trước đó, cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cháu, cả bạn và người ấy đều không ngần ngại chủ động hâm nóng mối quan hệ để gìn giữ hạnh phúc hiện tại. Theo dõi phi tinh tháng, nhất bạch chủ nhân duyên đào hoa, hỷ khí ngụ ở vị trí đông nam của ngôi nhà, phòng khách, phòng ngủ, nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, con cháu. Xét về tài lộc, cục diện bán hợp mang tới cho tuổi Nhâm Dần không ít tin vui về tài chính trong tuần này. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí, các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó, nay cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng vội, kẻo rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến bạn dễ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết là hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bạn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Đường tài lộc rủng rỉnh, dù không phải là người tiêu xài phung phí, nhưng tuổi Nhâm Dần lại mắc bệnh mê hàng hiệu, dễ sa đà ném tiền vào những món đồ đắt tiền, dù tiền nào của nấy, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ tiêu tốn khoản không nhỏ mỗi tuần cho thú vui hàng hiệu, tự gây gánh nặng tài chính cho bản thân. Tuần này, để kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực của tài lộc, bản mệnh nên chú trọng bài trí phong thủy hợp lý ở hướng tây nam của văn phòng, bàn làm việc, nhà ở. Tại phương vị này khi có bác bạch tài tinh cư ngụ, bài trí hợp phong thủy sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc vượng phát. Bạn cũng có thể đặt một số vật phẩm phong thủy màu đỏ như quả cầu phong thủy bằng thạch anh, tỷ hưu phong thủy tại hướng đông, nhằm gia tăng hỷ khí của cửu tử, từ đó khơi thông nguồn năng lượng tích cực, mang tới sự may mắn, thịnh vượng hơn cho tài lộc. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần về sự nghiệp, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, phương diện sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Đây sẽ là tuần cơ hội liên tục mở ra với những chú hồ. Khi có hợp quý nhân xuất hiện, thời điểm này,
bạn phải phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình, cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể. Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp, sẽ có chỉ điểm vào lúc thích hợp để bạn đi đúng đường. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, bạn sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng, nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít, khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng, mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bạn mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Bên cạnh những điểm thuận lợi đó, vẫn có những nguy cơ rình rập mà tuổi Nhâm Dần không thể chủ quan, nếu không muốn công sức bấy lâu thành dã tràng. Tử vi tuần nhận thấy, có thể bạn đang phát triển mạnh mẽ quá, nên rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng, nhất là khi hung tinh thiên quang nhập cục, tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bạn, không để con giáp này dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường lạc lối mà mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về sức khỏe. Theo tử vi tháng 4 âm lịch, tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Dần tuần này không được tốt vì ảnh hưởng phần nhiều do sự căng thẳng trong cuộc sống mang lại. Bạn nên tìm cách cân đối lại cuộc sống, nếu không muốn vướng vào vòng quanh cũ, chứ nên để stress khiến bạn dễ bị lây dịch bệnh. Bạn phải nghỉ ngơi đầy đủ để tăng sức đề kháng cho bản thân trước khi quá muộn. Việc bạn ngủ đủ giấc rất quan trọng vì chúng giúp cơ thể hồi phục sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy ăn uống từ tốn và điều độ, có thể tham khảo cách tập trung chủ yếu vào các loại thực phẩm từ thực vật như trái cây và rau quả, ngũ cốc, nguyên hạt, đậu và các loại hạt. Đó là những loại đồ ăn rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, đừng quên chọn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, bơ và cá, thay vì thịt đỏ. Bạn không thể tránh hết các loại đồ ăn không phù hợp ngay lập tức, nhưng có thể điều chỉnh chúng để ăn một lượng nhỏ khi bạn thèm. Xét về tình duyên, gia đạo. Tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Dần dễ có những cuộc trò chuyện đối đầu với một nửa của mình. Bạn nên tránh việc chủ yếu tập trung vào những bất đồng. Trên thực tế, mâu thuẫn chỉ có thể được giải quyết khi có sự xuất hiện của một tiếng nói chung. Bạn chỉ cần mời đối phương ngồi xuống, sau đó đôi bên lần lượt nói ra suy nghĩ, cảm nhận cùng những khó khăn mà mình đang mắc phải. Cuối cùng, hãy tìm ra một hướng giải quyết khả thi nhất mà cả hai đều cảm thấy hài lòng. Một vài hành động không đúng của đối phương chưa chắc đã phản ánh cảm xúc của người ấy, mà chúng là kết quả của sự kết hợp. Đồng thời, các yếu tố thời gian, động lực, mất năng lượng, sự phân tâm, không nên tự ý suy diễn theo ý nghĩ của mình, khiến bạn nhận định sai vấn đề. Thay vì soi vào những khuyết điểm của đối phương, thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, lo lắng tới sở thích và mong muốn của người ấy. Tình cảm của hai người sẽ có thể tiến xa hơn khi bạn dùng thời gian của mình đúng cách. Xét về tài lộc. Vận trình tài lộc của bản mệnh lúc này không có gì đáng lo. Khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi Nhâm Dần, khi tứ lục bay về phương Đông Nam, sẽ đảm bảo cho tiền bạc của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xem xét lại tiền nong của mình đấy. Việc hợp tác làm ăn, đầu tư với những đối tác mới của người tuổi Nhâm Dần, cần phải cẩn trọng với những lời giới thiệu hoặc cảnh quan ban đầu không hề giống như bạn nghĩ đâu. Do đó, cần đánh giá cẩn thận hơn một số khoản vay có thể đòi lại. Dù bạn không hy vọng nhiều, nhưng bên cạnh đó có những người chai lì. Dù họ có tiền đi đây đó, mua sắm khá nhiều, nhưng không muốn trả lại tiền cho bạn. Qua một số sự cố đã từng xảy ra với mình trong thời gian qua, dường như bạn đã tinh ý hơn, nhạy cảm hơn với những lời hứa hẹn của ai đó. Nhờ việc đó mà bạn tránh được khá nhiều rủi ro không đáng có, ảnh hưởng tới tài chính của mình trong năm nay. Xét về sự nghiệp. Công việc của con giáp tuổi Nhâm Dần tuần này thuận lợi, hanh thông, phần nhiều là do bản mệnh có đủ năng lực trong những nhiệm vụ được giao, chứ không phải là do may mắn. Lúc làm việc, bạn chớ để tâm tới những lời gièm pha xung quanh mình. Sẽ có người ghen tị với những gì bạn làm được, nhưng việc của bạn không liên quan tới họ quá nhiều. Vì thế, việc cần làm lúc này vẫn là bỏ qua những lời dị nghị hay nói ra nói vào của những kẻ đó là được. May mắn là công sức của con giáp tuổi Nhâm Dần lúc này được ghi nhận khi bạn đã cố gắng hết mình cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp xung quanh mình.
bạn cũng nên chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết của mình để mọi người cùng chung sức cho nhiệm vụ chung nữa. Ngoài ra, bạn nên để ý tới việc mà bạn đang lãng quên bấy lâu nay để tìm cách hoàn thành chúng sớm nhất có thể. Bạn đang có đủ điều kiện thích hợp để thực hiện những việc dở dang trong thời gian này đấy. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Mình Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.